dễ gì vội đi tác quyền. Lời nói đầu tiên tôi xin phép được gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng tất cả các đồng chí có mặt trong mỗi thi ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và được chào trân trọng nhất. Kính thưa quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Dương Thị Thu Thảo, hiện là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ trường mẫu giáo Vĩnh Viễn 1, trực thuộc đảng bộ của thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Được sự quan tâm của đảng bộ huyện Long Mỹ về giới thiệu nội dung tuyên truyền những vấn đề cốt lõi nhất trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về đối tượng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân những vấn đề cốt lõi nhất trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Do thời gian có hạn nên ngày hôm nay tôi xin tuyên truyền đến các đồng chí nghị quyết của đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 12.8 về quản lý tốt lĩnh vực văn hóa xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kính thưa quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí, về dự kiến thời gian tuyên truyền đến các đồng chí dao động từ 20 đến 25 phút. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đề ra 4 nội dung chính như sau. Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29, nghị quyết của Trung ương ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 8/11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số phát triển trung bình của giáo dục và đào tạo của tỉnh ngang bằng với các chỉ số phát triển trung bình của tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tích cực triển khai đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhất là đối với bậc học mầm non, nâng cao chất lượng nhà học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên. Thứ ba, tiếp tục thực hiện đề án chuẩn quốc gia trong giai đoạn năm 2021-2025, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 85% tổng số trường. Đẩy mạnh hình thức xã hội hóa giáo dục, huy động vốn đầu tư xây dựng các trường dạy nghề chất lượng cao, đổi mới trang thiết bị dạy học, tiến tới thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, cơ sở nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường tự chủ trong giáo dục và đào tạo. Thứ tư, tăng cường thực hiện chỉ thị 31, chỉ thị của tỉnh ủy ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh giáo dục đạo đức văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức của tỉnh tham gia các lớp đào tạo sau đại học và thu hút sinh viên có tốt nghiệp đội giỏi về công tác tại địa phương. Để thực hiện tốt 4 nội dung nêu trên theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đề ra trong thời gian tới, ngày hôm nay tôi xin phép được trình bày 9 giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra. Kính thưa quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người. Họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế như gừng sâu thẳm, lan cỏ hương, dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.
tìm khắc vĩ đại, Komensky từng phát biểu: dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Hay Bách Mạc Dược, một học giả nổi tiếng người Trung Quốc, khi nói về nghề dạy học cũng đã từng ca ngợi: mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng khuyết rồi lại tròn, nhưng ánh sáng mà người thầy chiếu rọi vào chúng ta sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời. Những câu nói ấy đã khẳng định được vị trí, vai trò của người thầy, nhiệm vụ, và bản thân cũng là những người thầy, người cô đang tiếp tục sự nghiệp cao quý ấy. Ngày hôm nay, tôi xin phép trình bày chính giải pháp mà bản thân đã thực hiện trong thời gian tham gia giảng dạy để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau. Giải pháp thứ nhất, đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng căn bản và toàn diện, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Phấn đấu tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29, nghị quyết của Trung ương ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 8/11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số cơ bản phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh ngang bằng với các chỉ số phát triển trung bình các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, tích cực triển khai đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bởi vì khi chúng ta muốn nâng cao được chất lượng giáo dục và đào tạo thì chúng ta phải thay đổi, hay nói đúng hơn là chúng ta phải đổi mới chứ những cái căn bản như nội dung chương trình giáo dục và đào tạo theo hướng tinh giảm để phù hợp với thực tế, với nhu cầu thị hiếu của tất cả mọi người. Không chỉ đổi mới vì xã hội của chúng ta đã và đang từng ngày thay đổi và phát triển, kéo theo đó nhu cầu thị hiếu, nhận thức của con người cũng có sự thay đổi và phát triển theo. Không chỉ đổi mới những cái căn bản mà còn phải đổi mới toàn diện, đồng bộ từ nội dung, chương trình, phương pháp, cách thức thực hiện và kể cả sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bởi trong thời gian qua, chương trình giáo dục còn khá dài, chưa gắn liền với thực tế và chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ nhu cầu thực tế của tất cả mọi người. Bên cạnh đó, phương pháp giáo dục chưa thực sự đổi mới hoàn toàn mà còn theo phương pháp truyền thụ kiến thức theo hướng một chiều, chủ yếu là truyền thụ kiến thức nhưng chưa thực sự chú trọng vào việc dạy người theo tinh thần nghị quyết số 29 đề ra, đó là dạy chữ đi đôi với dạy người. Song song đó, các cách thực hiện chưa thực sự đồng bộ, mỗi nơi thì thực hiện khác nhau, có nơi thì thực hiện nghiêm túc nhưng cũng có nơi thực hiện hình thức qua lo. Giải pháp thứ hai, nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp. Thực tế đã cho chúng ta thấy con người là nguồn nhân lực của mọi nguồn nhân lực và là nguồn nhân lực vô hạn. Đặc biệt nguồn nhân lực trong công tác giáo dục và đào tạo vô cùng quan trọng, vì nguồn nhân lực trong công tác giáo dục và đào tạo sẽ đào tạo các nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói, nghề dạy học là nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Chính vì vậy, khi chúng ta nâng cao được chất lượng đội ngũ nhà giáo thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục và đào tạo. Trên thực tế, chúng ta không thể phủ nhận đại đa số giáo viên đều đạt trình độ chuẩn, thậm chí là trên chuẩn. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số giáo viên vì nhiều lý do khác nhau như sức khỏe, lớn tuổi nên cũng có tinh thần ngại học hỏi, ngại đổi mới. Từ đó, chúng ta cần đảm bảo cho giáo viên đảm bảo được chuẩn nghề nghiệp và thường xuyên học tập, bồi dưỡng để nâng cao được trình độ chuyên môn. Để thực hiện được điều này thì lộ trình bồi dưỡng không nên dàn trải mà cần ngắn gọn, chuyên sâu và theo sát với thực tế. Công tác tập huấn bồi dưỡng hàng năm cần hiệu quả, có trọng tâm, tránh tập huấn tràn lan và đổi mới không có sự chọn lọc. Thay vì thay đổi triền miên nhưng tất cả đều mơ hồ bỏ đâu, điều này dẫn đến tình trạng giáo viên chỉ lo đối phó với những cái mới nhưng chất lượng hiệu quả mang lại không cao.
mang lại sẽ không cao. Cùng với đó, sớm có biện pháp khắc phục được tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhất là tình trạng thiếu giáo viên ở bậc mầm non, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đối với tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Giải pháp thứ ba, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Người cán bộ quản lý giáo dục có vai trò vô cùng quan trọng trong cơ quan đơn vị, đồng thời họ là người hoạch ra những kế hoạch, mục tiêu để chiến lược để phát triển cho giáo dục. Chính vì vậy, khi chúng ta nâng cao năng lực của cán bộ quản lý giáo dục thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục và đào tạo. Có vị trí vai trò quan trọng như vậy nên người cán bộ quản lý phải đảm bảo được các yêu cầu như sau. Người cán bộ quản lý phải là tấm gương cho đội ngũ về học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Người cán bộ quản lý phải cần có kế hoạch chiến lược về nghiên cứu khoa học, tự hồi dưỡng các kiến thức chính trị xã hội để phát triển chính mình. Người cán bộ quản lý phải có tính kiên nhẫn, lòng đồng cảm, sự can đảm, tự tin trong công tác quản lý. Đặc biệt, người cán bộ quản lý giáo dục phải biết xây dựng được chiến lược phát triển, vì đây là yếu tố sống còn của ngành giáo dục nói chung, của nhà trường nói riêng. Phải xác định được tầm nhìn, nhận dạng được sứ mệnh và xây dựng được chiến lược phát triển. Giải pháp thứ tư, tăng cường các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu khoảng 20% tổng chi ngân sách của nhà nước. Nhưng trên thực tế, với mức chi như vậy thì không đủ chi cho hoạt động giáo dục và đào tạo. Vì vậy, chúng ta cần tăng cường xã hội hóa giáo dục, tích cực huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, đa dạng hóa các nguồn lực để phát triển với giáo dục và đào tạo. Huy động xã hội tham gia vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện và cơ hội để mọi người đều hưởng thụ được thành quả của giáo dục và đào tạo. Vì khi mọi người được thành quả của giáo dục và đào tạo và hiểu được vai trò, vị trí của giáo dục và đào tạo thì họ sẽ không còn ngần ngại đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Giải pháp thứ năm, tăng cường cơ sở vật chất cho trường, lớp học. Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học có bước cải thiện và hiện đại hóa. Nhưng trên thực tế, việc đầu tư còn dàn trải và chưa thật sự mang lại hiệu quả. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu thốn, nhất là ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, để khắc phục tình trạng nêu trên, thì chúng ta cần tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng trường, từng lớp học. Tránh tình trạng đầu tư nâng cấp sửa chữa theo ý nghĩa chủ quan. Một điều rất quan trọng nữa là khi chúng ta đầu tư nâng cấp sửa chữa hoặc cấp mới thì phải bàn giao cho người cán bộ quản lý giáo dục và giao nhiệm vụ cụ thể, tránh tình trạng đem con bỏ chợ lắm xài thì không ai đóng cửa chùa, hay cha chung thì không ai khóc. Tiếp tục thực hiện đề án trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn năm 2021-2025. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 85% tổng số trường. Bởi khi trường đạt chuẩn quốc gia thì cơ sở vật chất sẽ được đầu tư xây dựng cấp mới, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên sẽ được nâng cao và chuẩn hóa. Như chúng ta đã biết, tỉnh Hậu Giang của chúng ta chia tách thời điểm năm 2004. Sau khi chia tách thì cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học thì còn thiếu thốn. Nhưng với sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền tỉnh Hậu Giang xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển cho kinh tế xã hội. Đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã có 322 trường từ mầm non đến trung học phổ thông. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 264 trường trên 322 trường, đạt tỷ lệ 81.99%. Đây là hình ảnh cơ sở vật chất trường lớp đầu tư xây dựng nhiều hơn. Đây là hình ảnh môi trường bên ngoài và bên trong lớp học của trường mẫu giáo Vĩnh Viễn 1. Đây là lớp học mà tôi đã phụ trách vào năm học 2020-2021.
thứ 6, khắc phục rào cản về tiền lương, chính sách đãi ngộ cho giáo viên. Các mắt từng khẳng định, con người trước hết cần phải có cái ăn, cái mặt, chỗ ở thì mới nghĩ đến việc nghiên cứu khoa học làm nghệ thuật. Ông cha của chúng ta cũng đã từng nói, có thực an cư mới lạc nghiệp, và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định, có thực mới vượt được đạo. Chính vì vậy, muốn người thầy an tâm công tác, còn tâm còn ý cho sự nghiệp giáo dục, thì chúng ta phải thay đổi về chính sách tiền lương và chính sách đãi ngộ. Vì trên thực tế, với mức thu nhập của người giáo viên thì chưa hoàn toàn đáp ứng được cuộc sống, họ phải bươn chải lo cho kinh tế gia đình, nên rất nhiều bị ảnh hưởng về nhiều mặt. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức sau đại học. Thực hiện chính sách thì chúng ta cần có cái chế độ ràng buộc, tránh tình trạng sau khi đã học xong thì sẽ chuyển công tác đến những cái nơi khác. Cần có cái hỗ trợ chính sách đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có học lực khá giỏi vào các trường đại học, thu hút các em sinh viên có tốt nghiệp loại giỏi, có kinh nghiệm thực tế về công tác tại tỉnh mình sẽ giúp nâng cao được năng lực cán bộ quản lý, chất lượng đội ngũ giáo viên và giải quyết được tình trạng vừa thiếu giáo viên. Giải pháp thứ 7, thực hiện chủ trương dạy chữ đi đôi với dạy người. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29, nghị quyết của Trung ương ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh giáo dục đạo đức văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên. Trên thực tế, người thầy luôn chú trọng dạy tiên học lễ hậu học văn. Ngoài dạy các kiến thức trong chương trình thì người thầy dạy trẻ các cái kỹ năng khác như kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, kỹ năng xử lý các tình huống, bảo vệ môi trường, vân vân. Và Bác Hồ cũng đã nói, kèm đức trộn với luyện tới tài, hay câu nói người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức là kẻ vô dụng. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận một thực tế, một bộ phận học sinh của chúng ta đang xuống cấp một cách đáng báo động. Đó là tình trạng học sinh, sinh viên bỏ học, cúp tiết đi chơi, vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, vân vân. Chính vì vậy, chúng ta cần nâng cao giáo dục đạo đức văn hóa Việt Nam trong các trường học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ góp phần nâng cao về chất lượng, số lượng cho giáo dục và đào tạo. Giải pháp thứ 8, nâng cao hiệu quả của khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong việc dạy và học. Như chúng ta đã biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Một số lợi ích cụ thể như sau: giúp giáo viên nâng cao được tính sáng tạo và trở nên linh hoạt hơn trong quá trình giảng dạy, giúp giáo viên chia sẻ được bài giảng với đồng nghiệp của mình và cùng nhau thảo luận để nâng cao kế hoạch giảng dạy, giúp học sinh được tiếp cận với phương pháp dạy học đổi mới hấp dẫn hơn phương pháp đọc chép truyền thống, sự tương tác của giáo viên và học sinh được cải thiện, học sinh có nhiều cơ hội để thể hiện quan điểm cũng như chính kiến riêng của mình. Điều đó giúp học sinh tiếp trở nên tự tin hơn và còn giúp cho giáo viên hiểu thêm về năng lực, sự hiểu biết của học sinh, từ đó điều chỉnh cho phù hợp, mang đến cho học sinh những kỹ năng tin học cần thiết ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Học sinh có điều kiện tiếp xúc với những chương trình dạy học đa phương tiện như thí nghiệm bằng mô hình, mô phỏng, hình ảnh động, trực quan, vân vân. Ngày nay, chúng ta càng thấy việc lợi ích của ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trẻ không thể đến trường học được, nhưng với sự quyết tâm của đảng bộ, nhà nước,
và ngành giáo dục thì trẻ có thể ngừng đến trường nhưng không ngừng được việc học. Và giải pháp tối ưu đề ra đó chính là dạy học online cho trẻ từ lớp 3 đến lớp 12, từ đó mang đến cho ngành giáo dục nước nhà của chúng ta một hướng đi mới. Giải pháp thứ 9, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong lý luận cũng như trong thực tiễn giáo dục, sự tác động của gia đình, nhà trường, xã hội được xem là vấn đề có tính nguyên tắc, đảm bảo cho mọi hoạt động giáo dục có điều kiện đạt hiệu quả tốt. Gia đình là nơi trẻ được sinh ra, hình thành nhân cách của mình. Ảnh hưởng giáo dục của gia đình đối với trẻ là đầu tiên và sớm nhất. Giáo dục con cái trong gia đình không phải là việc riêng tư của bố mẹ, mà còn là trách nhiệm đạo đức của những người làm cha, làm mẹ. Ví dụ, ở lứa tuổi mầm non, gia đình cần phối hợp với nhà trường, quan tâm đến các mặt sau đây của trẻ: về chế độ ăn, uống, sinh hoạt của trẻ hàng ngày, về việc giáo dục trẻ phát triển các lĩnh vực như lĩnh vực phát triển nhận thức, thể chất, tình cảm xã hội, kỹ năng sống, v.v. Và giáo dục trẻ thể hiện tình cảm đối với những con người và sự vật xung quanh mình. Để việc giáo dục có hiệu quả, các bậc cha mẹ nên thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường để nắm được nội dung, mục đích giáo dục của nhà trường. Gia đình, nhà trường, xã hội được ví như cái kiềng ba chân, cần phải có sự kết hợp chặt chẽ với nhau trong quản lý và giáo dục học trò. Qua đó giúp học trò nhìn nhận được những giá trị của việc học trong cuộc sống, định hướng được nghề nghiệp cho tương lai, tránh việc các em sa đà vào việc học và để đầu tư cho việc học. Khi phụ huynh biết trân trọng, luôn hướng con mình đến những điều tốt nhất thì chất lượng giáo dục sẽ được cải thiện. Kính thưa quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí, trong lý luận cũng như trong thực tiễn, giáo dục và đào tạo ngày càng chiếm giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, ngành giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thì không phải là nhiệm vụ của một ai mà đó là sự chung tay của toàn xã hội, toàn cộng đồng. Từ đó, tôi xin mạnh dạn kiến nghị một số ý kiến để mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau: tương lai của giáo dục là tương lai của đất nước, tương lai của giáo dục là tương lai của đất nước, tương lai của mọi gia đình và tương lai của tất cả mọi người. Cần có một sự đổi mới căn bản về nội dung chương trình giáo dục theo xu hướng giảm tải kiến thức nhưng tăng cường giáo dục kỹ năng sống. Ngành giáo dục cần đổi mới về tư duy, chú trọng giáo dục nhân cách học sinh ngay từ bậc học mầm non, chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, bồi dưỡng để đảm bảo được năng lực chuyên môn đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Riêng bản thân của mỗi người giáo viên cần nhận thức được, trước hết mỗi giáo viên cần nhận thức một cách đầy đủ sâu sắc về các vấn đề phát triển chuyên môn của mình. Giáo viên cần có khả năng nhận ra, biết chấp nhận mỗi cá nhân học sinh. Giáo viên cần hiểu đúng và áp dụng những phương pháp dạy học mới vào thực tế giảng dạy hàng ngày. Khi giáo viên hoàn thành được các nhiệm vụ dạy và học, áp dụng được các giải pháp phù hợp đối với bản thân và đối với trẻ thì chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo không phải là sự nghiệp một sớm một chiều mà mang lại kết quả, đó là một quá trình lâu dài. Xin phép được trích dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thay cho lời kết: vì sự nghiệp 10 năm thì phải trồng người, vì sự nghiệp trăm, xin lỗi đồng chí, vì sự nghiệp lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Kính thưa quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí, bài tuyên truyền nghị quyết đại hội tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 về nội dung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của tôi đến đây là hết. Xin kính chúc sức khỏe quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí. Riêng bản thân rất mong tỉnh Hậu Giang của chúng ta sẽ thành công nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong quá trình triển khai nghị quyết đến tất cả các đồng chí, bản thân không tránh khỏi những thiếu sót, mong quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí thông cảm. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Xin chúc mừng thí sinh.
sinh Dương Thị Phương Thảo và bạn Thạch Sơn từ phía chương trình. Sau đây mời ban giám khảo gặp. Xin chúc mừng thí sinh Dương Thị Phương Thảo hoàn thành xong phần thuyết trình của mình. Ban giám khảo có câu hỏi dành cho thí sinh. Theo thí sinh thì ngành giáo dục Hậu Giang hiện nay còn những hạn chế gì? Thí sinh có thể chỉ ra một vài cái hạn chế cơ bản nhất và trình bày ngắn gọn các cái giải pháp cách thực hiện để khắc phục những hạn chế đó. Và bản thân là giáo viên thì thí sinh thực hiện các giải pháp như thế nào? Ngắn gọn. Xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Tôi xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Trong thời điểm hiện nay thì tỉnh Hậu Giang của chúng ta còn những cái hạn chế gì? Thì hiện tại thì tỉnh Hậu Giang của chúng ta đang khắc phục những hạn chế là đầu tư nâng cấp sửa chữa các cái đơn vị trường mà dùng sâu dùng xa. Thì lúc trước thì còn nhiều hạn chế, nhưng tới thời điểm hiện tại thì đã đang được nâng cấp đầu tư và sửa chữa. Và tỉnh của chúng ta thì trước kia thì còn cái theo cái phương pháp mà chú trọng vào việc dạy kiến thức, phương pháp truyền thụ theo hướng một chiều. Nhưng đến thời điểm này thì chúng ta dần dần thay đổi được cái vấn đề đó. Riêng đối với lĩnh vực mẫu giáo thì ngày xưa thì không có tổ chức cái hình thức mà dạy lấy trẻ làm trung tâm mà cô giáo sẽ làm trung tâm. Ngày nay là ngành mẫu giáo tổ chức dạy học thì chủ yếu lấy trẻ làm trung tâm các cái hoạt động của trẻ, trẻ là chính và cô chỉ hướng dẫn cho các trẻ. Xin nhắc thêm thí sinh rằng là các ngành giáo dục Hậu Giang hiện nay còn những hạn chế cơ bản gì và một hai ba hạn chế gì đó và các giải pháp để thực hiện các khắc phục các hạn chế đó. Bản thân thí sinh là tham gia vào thực hiện cái đó như thế nào? Ngành giáo dục của tỉnh Hậu Giang của chúng ta thì cũng còn một số hạn chế. Ví dụ như là đội ngũ giáo viên thì còn một số giáo viên thì còn cái tâm lý là ngại học hỏi, ngại đổi mới, nên là dẫn đến là ngành giáo dục của tỉnh Hậu Giang của chúng ta cũng chưa được phát triển lắm. Về cái giải pháp để đưa ra đó là giáo viên sẽ thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn bồi dưỡng để nâng cao trình độ giáo viên, thì giáo viên sẽ tham gia các cái lớp tập huấn bồi dưỡng để nâng cao trình độ của giáo viên. Qua đó thì phải tuyên truyền vận động giáo viên để nâng tự ý thức, nâng cao được trình độ chuyên môn, năng lực thật sự của bản thân mình. Rồi riêng bản thân thì làm gì để đóng góp cho sự phát triển ngành giáo dục của tỉnh Hậu Giang? Thì bản thân là một giáo viên mầm non, thì đến thời điểm này thì bản thân luôn cố gắng học tập để trao dồi kiến thức về chuyên môn cũng như lý luận chính trị để nâng cao bản thân, áp dụng các cái giải pháp phù hợp với thực tiễn đơn vị của mình, thực tiễn vào các cái học trò của mình, tìm những cái giải pháp phù hợp, thường xuyên học tập từ đồng nghiệp, từ cán bộ quản lý và từ những cái bạn bè xung quanh để nâng cao được trình độ chuyên môn. Luôn học hỏi để nâng cao được cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học. Vì thời điểm trước kia thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học mầm non thì còn rất nhiều hạn chế. Nhưng mà bản thân cũng cố gắng học hỏi để những cái tiết dạy lên lớp đó với trẻ thì sẽ ứng dụng được những cái trình chiếu này cho trẻ, sẽ làm cho trẻ hấp dẫn hơn, thu hút trẻ. Bản thân phối hợp tốt với phụ huynh, nhà trường và học sinh để hiểu về trẻ, để nâng cao
trình để nâng cao được cái giáo dục và đào tạo. Dạ xin hết.